Double G. Hello. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Double G. Hà, hello nào. Hi. Đây sẽ lại là một cái video nhuộm tóc đón Tết mọi người ạ. Thực ra là Hà đã nhuộm tóc cho mình lần thứ 3 rồi, nhưng mà bây giờ mình mới làm video. Thì mình sẽ sử dụng thuốc nhuộm tóc của Monokai. Và mọi người muốn mua thì hãy kéo xuống bên dưới nhé. Đây, một cái sẽ là màu tẩy, một cái sẽ là màu nhuộm, màu hồng tím mọi người ạ. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái thuốc tẩy này. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ phải trộn pha thuốc đã. Đây là lần thứ 3 nhuộm rồi, nó không còn gì lạ nữa, mà những cái thứ hóa chất này nữa. Sau tóc của mình là cái khuôn. Bớt màu đen đi rồi. Ok. Đây do mọi người. Đây là tóc của mình sau khi đã xả, đã để cái thuốc tẩy. Bây giờ 40 phút nhỉ? Khoảng 40 phút. Mày cho tao mày trộn thóc với cả cái gì đó với nhau đây hả? Bắt tóc kia. Trời đất ơi. Bắt tóc đôi với chị. Xong cái khăn tắm của mình rồi mọi người ơi. Cháy vãi trường. Tự nhiên bây giờ nó thả tóc xuống này mọi người sẽ thấy là chả có gì cả. Chả có gì. Trông nó kiểu không rõ ràng lắm đâu. Bây giờ chừng nó buộc tóc lên. Lúc mà vạch ra mắt, ôi cháy thực sự luôn. Hôm nay là thành công rồi đấy chứ đúng không? Hôm nay thành công mà cái màu đẹp phết, cái màu này rất là nhiều. Nhiều sắc tím. Rất là đẹp. Kì la la. Yeah. Và mình đã có tóc mới để đi chơi Tết mọi người. Bây giờ thì cùng Hà Chini đập hộp. Những món mà chúng tôi sẽ chuẩn bị cho ngày tháng chạp, ngày 23 tháng chạp, ngày ông công ông táo đầu tiên trong cuộc đời của chúng tôi. Biết trong cuộc đời của mình thì mình có một ngôi nhà để sắm sửa nên là mình phải tự đi mua tất cả mọi thứ để làm ông công táo. Hôm nay là chủ nhật, thứ ba là ông công táo, cho nên là bọn mình sẽ làm vào tối thứ hai, xong mời mọi người đi ăn cơm, giới thiệu với mọi người mâm quả, không có quả đâu, nhưng mà có tam thôi. Ừ, gọi là mâm hoa quả để thắp hương. Sống nhất trong lịch sử nhân loại, bởi vì là họ cho mình quả quýt nó to quá không thể nhét vào được, xong chuối nó cũng không đẹp lắm. Sẵn tiện giới thiệu cái thứ này, đây là hộp Tết của công ty mình nha mọi người. Ok. Đây hey, tiếp theo. Táo công táo nè. Đấy, cái này ai biết rồi. Có mua thêm. Đây, giới thiệu với mọi người là hôm nay tòa nhà có cho bọn mình hai cái bánh trưng. Ok. À, nhân tiện tòa nhà có tặng một cái bộ lịch. Yeah, nhưng mà vẫn chưa có biết phải treo kiểu gì lên luôn. Đây, hai con hổ hết sức dũng mãnh. Ta-da. Còn oanh mấy con hà. Hoa thì sẽ phải mua hoa của cả thắp của cái bàn ông công táo và thắp của cái bàn thờ. Nên là phải mua hoa nhiều gấp đôi. Còn đây là bánh kẹo đấy, thì bà thường mình rất là nhỏ nên là mình không mua nhiều bánh kẹo, mình chỉ mua một xe rượu vang, cả một bánh ngọt xinh như thế này thôi. Đấy, một ít chầu cao, mọi người biết là một quả cao bao nhiêu tiền không? Một quả cao 20.000. 20.000 một quả cao. Mình có một thùng bia do công đoàn của công ty của mình tặng cho mình. Còn thành đây, mình cũng chưa thấy cái nhãn hiệu bia này bao giờ luôn đấy mọi người nè. Camel. Không biết đọc, nhưng mọi người không có uống bia bao giờ, không biết đọc. Và một thùng nước ngọt. Tại vì là bình thường mình cũng hay thắc mắc là người ta hay tặng một thùng bia, một thùng coca ấy mọi người. Ừ. Nhưng mà hôm qua anh có giải thích là đây là gọi là đối tác bạn bè của sếp. Đó. Đấy thì là cũng không biết bằng nỗ lực nào hôm qua anh nó xách được hai cái này về. Hôm qua mình đã phải gọi taxi về mọi người ạ. Xong là cho lên taxi, xong rồi mình lết từng cái thùng một vào trong thùng ấy, xong mình lết ra. Nếu mọi người không biết thì là công ty của anh đang làm là có sản xuất cả những cái giấy đúng rồi, giấy gia dụng. Nên là chắc chắn là quà Tết phải có giấy rồi. Đúng rồi. Cái này là được hai cái bịch này nha. Đấy, nhưng mà bọn mình đã cất đi một bịch rồi. Tiếp với cả là hai giấy vệ sinh sản xuất. Đấy không phải là thương hiệu của công ty mình mọi người ạ. Nhưng mà là Mama. Thương hiệu OEM có nghĩa là một cái hãng khác, một cái thương hiệu khác người ta đặt bọn mình sản xuất. Sau đấy là làm cho cái thương hiệu của người ta. Nói chung là đó vẫn là giấy công ty sản xuất thôi. Thế mọi người sẽ mở đây, mở cái tủ thứ hai này ra để cho mọi người nhìn thấy là cái đống giấy ăn nhà tớ sau khi mà anh làm được công ty giấy. Đã. Đây là một trong những cái sample giấy. Cái này xinh lắm nha. Xinh lắm. Của Kmart. Tiếp. Đây còn đây thì đây là thương hiệu của công ty tớ nha. Elan nha. Ôi, hình con hổ Tết. Màu vàng này cũng đẹp này. Xinh ghê đó. Đúng rồi. Cái hộp màu vàng đẹp hơn nè. Alice năm nay của công ty tớ có thương hiệu Elan. Mọi người có thể thắc mắc là tại sao cái logo ở đây với cả cái logo ở trên hộp nó lại không giống nhau.
Thì bây giờ bọn tớ bắt đầu làm lại branding và làm sẽ làm lại những cái thương hiệu, nhưng mà bởi vì là cái thương hiệu Elan thì nó đã có rất là lâu rồi. Và cái logo này mới nếu mà đổi một phát luôn thì sợ là những cái khách hàng lâu năm ấy sẽ không nhận ra được bọn tớ. Người ta lại tưởng hàng fake cái gì đấy. Đúng rồi, người ta sẽ tưởng hàng giả hoặc là người ta sẽ tưởng một cái thương hiệu khác và họ sẽ không chọn, cho nên bọn tớ đang trong quá trình dần dần chuyển đổi thương hiệu. Và đó, đây là đây có hình con hổ giống như là hổ đen. Cái hộp để ăn. Ê, và bây giờ chúng ta sẽ dán cái con hổ mà như nhìn như con mèo này. Cái lông mi dài lắm nha mọi người. Ừ, vừa mới đi uốn mi chuẩn bị năm mới hay gì á. Ê, từ từ, để từ giờ đến năm sau là năm Mão, người ta cũng không biết là lấy đâu. Không biết đây là con hổ đâu. Thật luôn. Hợp lý đấy, như là con mèo đấy mọi người. Kiểu trừ cái chữ trên đầu này ra ấy, là con hổ ra ấy, thì kiểu nhìn như nào cũng ra con mèo á. Ghét quá. Bóc chữ cố vô. Đợt vừa rồi ăn lẩu ấy cũng uống cái này rồi, cũng khá ok này. Ok hết. Còn mình có một cái bàn đẩy ở đây. Đấy, cái bàn đẩy xịn chục triệu luôn á. Bên ngoài nhãn mắt và ví của Hà Chini đi mua nem. Hôm nay là đêm 22 âm lịch. Nhưng mà bọn tớ là đêm là tối. Tối ở dấp. Nhưng mà bọn tớ đã cúng ông công táo luôn. Và đây là tác phẩm của Lê Việt Hà thưa mọi người. Xin mời Lê Việt Hà. Thuyết trình à? Đúng rồi. Mâm cơm. Presentation. Cái đoàn của bố dễ làm ấy, mình chỉ xào ít thịt, xong rồi giò thì có sẵn rồi, nấu một nồi canh, xong rồi làm xôi, xong rồi nem này thì nó không thời gian, nên là nem phải đi mổ ngoài. Đọc văn trên mắt mọi người ạ. Mình không có nhớ. Mày cẩn thận, nó dụng ngay vô đầu mày á. Mày tí nữa thì cọ đầu vào đấy đấy. Bây giờ mình sẽ đi hóa vàng mọi người. Trông hết sức là hoàn cảnh. Nó sẽ có một cái chỗ, nó sẽ có một cái chỗ hóa vàng chung ở dưới tầng 1 nha mọi người, chỗ sức sân. Đó, thì sẽ còn ở đây mà tính một tí khói thôi là chuông cả tòa nhà kêu là bọn mình đi luôn. Báo cháy. Bảo vệ đến gô cổ hai đứa lại. Gửi cho mẹ xem. Chết trời ơi, rời quá. Đeo thử một tí xem có đeo được không. Không đeo được rồi, đầu to cũng không đeo được. Tưởng nãy chụp rồi. Nhưng mà nãy chụp nó khác. Chụp mềm rồi. Ôi, sao đèn chói này. Đang ở chỗ làm nail này. Đồng quá này phải ngồi chờ hai cái kính. Hai kính không nhìn thấy mắt đâu nữa rồi. Mắt ta đâu. Oanh nó đã make up rồi đấy mọi người. Hôm nay bà chị công ty make up cho tao đấy. Chứ sáng nay tao chỉ kéo với đường eyeliner nhìn rất nhỏ, rất nhỏ. Chưa được làm. Đặt lịch rồi mà vẫn lâu quá mọi người ạ. Muốn khóc luôn. Yo.
hello mọi người, bọn tớ làm móng xong rồi này, phải look at this. Bây giờ là 10 giờ tối, bây giờ mình mới làm xong móng đó mọi người. Đây là thành quả của hai quan. Chả liên quan gì đến nhau đâu. Hai cái vai khác nhau dã man. Thôi bây giờ bọn tớ về đến muộn rồi, 10 giờ rồi. Về nhà bọn tớ sẽ quay kỹ hơn cho mọi người xem. Mình vừa đi Bixi về mọi người ạ. Mình không thể quay được cái gì ở Bixi cho mọi người bởi vì Bixi nó đông lắm. Ê, mình cho mọi người xem những cái thứ mà mình mua nhá. Mọi người đoán đi. Cái đống này, cái đống có xíu xíu này bao tiền? Hơn 700k mọi người ạ. Không hiểu kiểu gì. Mình đi xong mình nhặt mỗi thứ một tí, xong nó ra 700k mình cũng hết hồn. Xong là nhặt nhạnh một thời gian, xong cái móng của mình nó đi luôn. Móng của mình vừa làm hôm qua 2-3 phát. Nào Hà, xin mời bạn giới thiệu về những thứ để đón khách trong nhà. Tại vì là nhà không ăn Tết ở đây nên là mua ít lắm. Bố có hạt điều với cả đây có cái này, tại vì sao mình mua, tại vì nó có mix 3 loại hạt. Đây là trà Phúc Long đấy mọi người. Wow. Đây là kẹo, cái kẹo này là của một chị bạn mình cho. Và là kẹo chị handmade luôn. Yeah. Siêu ngon luôn, sáng nay mình ăn một cái mình kiểu wow, amazing. Còn cái này nữa, cái này cũng ưng này. Đây là sô-cô-la. Bọn mình cũng ăn một vài viên rồi. Ngon mà mùi thơm lắm. Đấy, khách đến này thì pha trà này, xong rồi ăn các loại hạt, đủ các loại hạt để ra đĩa xong ăn thôi. Bye bye bạn yêu nhé. Hai túi thành 12 người. Cho dù lên xe sẽ phải đeo khẩu trang nhưng vẫn phải bôi son. Thế đấy. Lên một trai đẹp một cành xa đúng không? Đúng vậy. Bye bye. Và anh tên gì vậy? Mình đang tìm một chỗ ở công ty để quay để kết thúc cái vlog của ngày hôm nay. Thì hôm nay thì Hà, sáng nay thì Hà đã về rồi, mọi người đã nhìn thấy. Còn mình thì mình sẽ đến công ty mình dọn dẹp nốt sáng nay, rồi chiều nay thì mình sẽ sắp xếp đồ đạc. Và ngày mai hoặc là chiều tối nay mình sẽ về quê. Nên là cái vlog của ngày hôm nay sẽ ngừng ở đây nhá. Và cảm ơn mọi người đã theo xem đến cuối video. Nếu mọi người thích nhớ like, subscribe channel của mình, hoặc là mọi người trên Instagram, Facebook nha. Bye bye.